tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay mình sẽ đi làm tiệc giỏi nha các bạn. Bữa nay mình sẽ đi ba gác nữa. Rồi bắt đầu mình đi thôi. Tới nơi mình sẽ quay xuống đồ lên đồ. Rồi xong mình sẽ cố gắng quay ca hát cho các bạn xem nha. Rồi bắt đầu mình đi.
Giờ hai anh em mà giờ đưa ngay nhau vậy chứ.